Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn, nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao người không rửa tay trước khi dùng bữa. Bây giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài lại chẳng tạo thành cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, trong truyền Suy Niệm có kể về câu chuyện của hai thiền sư và một cô gái bên bờ suối. Hai thiền sư này đi đường gặp một cô gái ngồi bên bờ suối mà không thể qua được vì suối chảy xiết. Thì trong hai thiền sư đó có một người sẵn sàng bồng cô gái đưa qua bên kia bờ suối. Xong cô gái đường cô gái đi, hai thiền sư tiếp tục trở về chùa của mình. Thì trên đường đi, vị thiền sư mà không bồng cô gái cảm thấy khó chịu. Tại sao mà người đồng môn của mình, vị thiền sư kia, lại đụng vào cô gái và bồng cô gái đi qua bờ suối? Trong khi đó người tu như những vị thiền sư này là điều cấm kỵ, không có được đụng vào. Cảm thấy khó chịu cho đến khi về tới cổng chùa, vị thiền sư đó không còn chịu nổi nữa, cho nên nói với vị thiền sư bồng cô gái là: Anh, tại sao hồi nãy anh lại đụng vào cô gái và bồng qua bờ suối là điều cấm kỵ trong nhà tu? Thì vị thiền sư bồng cô gái mới trả lời với vị thiền sư bạn: Tôi bồng cô gái qua bờ suối và tôi đã để cô gái ở ngay bên bờ suối. Còn anh không bồng cô gái như tôi mà anh lại bồng cô gái trong cái tâm hồn của anh đó. Anh để trong tâm trí của anh bồng cô gái cho đến tận cổng chùa này anh mới bỏ ra. Thì câu chuyện chỉ có nhiêu đó, nhưng tác giả đưa ra một cái câu kết luận là cái bên ngoài, là những cái hình thức bên ngoài, nó không quan trọng bằng cái bên trong tâm hồn. Cho nên những cái cử chỉ, những hình thức, những cái ở bên ngoài, nó không có phải là điều cốt lõi cho bằng cái tấm lòng bên trong. Vì thế mà cái dấu tục ngữ ông bà ta có câu: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hay cái nết đánh chết cái đẹp. Vậy mà trong cuộc sống thường ngày lại có những người thích đề cao ở cái bên ngoài và nâng cái hình thức bên ngoài để làm một cái cây thước đo đánh giá người ta. Đó là tiêu biểu như những người biệt phái trong bài tin mừng hôm nay. Trong bài tin mừng nói về vị Chúa Giêsu dự tiệc ở nhà một người biệt phái, mà khi dùng bữa thì Chúa không rửa tay trước khi dùng bữa. Ở đây chắc là Chúa Giêsu không phải là Chúa Giêsu quên hay là Ngài không biết về điều đó đâu, mà Chúa Giêsu cố tình nhân cái cơ hội này để cho những người biệt phái này một cái bài học: đừng có sống theo cái kiểu vụ hình thức. Thì họ nói: Chúa Giêsu tại sao không rửa tay trước khi dùng bữa? Nhân cái cơ hội này,
Chúa Giêsu cho những người biệt phái này biết đừng có sống theo cái kiểu vô hình thức bên ngoài, mà cái cốt lõi không phải là cái đời sống với những cái lề luật hay những cái cử chỉ bên ngoài mà làm cho người ta nên tốt hơn đâu, mà là cái bên trong. Vì thế Chúa nói người biệt phái của các ngươi đó, các ngươi lo rửa sạch chén dĩa bên ngoài, còn bên nội tâm của, còn trong nội tâm của các ngươi thì đầy gian tham, tham lam, gian ác. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điều quan trọng và cốt lõi của người Công giáo, đó chính là cái bên trong. Vì thế mà những nhà, các nhà tu đức, người ta đưa ra sau nhiều năm và sau nhiều cái nghiên cứu, thì người ta đưa ra một kết luận định nghĩa về một con người đạo đức. Người đạo đức là người như thế nào? Thưa, người đạo đức là một người không phải làm nhiều công việc đạo đức, mà người đạo đức là làm công việc đạo đức một cách đạo đức thì mới là người đạo đức. Nghĩa là làm công việc bên đạo đức bên ngoài phải có lòng bên trong, phải có tấm lòng, chứ không phải là giả hình mà chỉ có bên ngoài mà không có bên trong. Vậy thì những người biệt phái hôm nay lọt vào cái trường hợp là họ chỉ có cái bên ngoài thôi. Mà nói từ biệt phái là mình nghĩ đến ngay hai cái chữ giả hình. Trong Kinh Thánh nói nhiều về cái cách sống giả hình của những người biệt phái. Và chỉ vì đối sống giả hình này mà trong khi gặp Chúa Giêsu hoặc các môn đệ của Ngài thì họ đưa ra nhiều cái từ tại sao, tại sao, tại sao. Tại sao mà các môn đệ của Thầy lại chà xác lúa trong lòng bàn tay rồi ăn vào ngày Sa-bát? Rồi tại sao Thầy lại chữa lành vào ngày Sa-bát? Luật không cho phép. Tại sao Thầy lại đi ăn uống với những người thu thuế tội lỗi? Họ hoàn toàn họ chỉ nhìn bằng một cái nhìn bên ngoài và đánh giá con người ta theo những cái cử chỉ ở bên ngoài, với những cái điều lệ, để rồi họ dựa vào những cái nguyên tắc mà con người lập ra đó để đánh giá một cái con người đạo đức, trong khi họ không đề cao tâm hồn. Còn Chúa Giêsu thì khác. Ngay ngược lại, không phải là Chúa phá bỏ lề luật, vì chính Chúa nói một chấm một phẩy trong lề luật cũng không thể thay đổi mà. Nhưng mà Chúa đề cao cái lối sống mà phải có cái tâm tình bên trong, phải có bác ái, phải có tình yêu. Chính Chúa nói cái gì bên ngoài vào trong con người không có ô uế, chỉ có từ cái bên trong đưa ra mới làm cho con người ta trở nên ô uế. Chúa luôn luôn đề cao cái tâm hồn bên trong. Không phải ai nói lại Chúa là vào, được vào nước trời đâu, mà là những người phải biết thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Hoặc là Chúa dạy rõ, khi mà các con bố thí, đừng khua chiêng đánh trống. Khi mà các con cầu nguyện, thì các con cũng hãy vào trong phòng đóng kín, chứ đừng ra các ngã đường. Khi mà các con ăn chay, thì các con đừng có ra điệu bộ rầu rĩ như những kẻ giả hình. Chúa Giêsu luôn luôn đề cao cái tâm hồn bên trong, cái nội tâm, cái tâm hồn, cái tấm lòng của con là điều quan trọng nhất. Vì thế Chúa trích những người biệt phái là những kẻ giả hình, vì họ chẳng khác nào họa mượn lông công. Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng thì xấu xa. Vậy qua bài tin mừng hôm nay, Chúa cho chúng con hai cái bài học. Bài học đầu tiên là đừng nhìn con người với những cái điệu bộ bên ngoài đạo mạo nghiêm chỉnh để rồi mình đánh giá họ là tốt hay xấu. Đừng đánh giá con người theo cái cử chỉ và điệu bộ bên ngoài, vì tri nhân tri diện bất tri tâm. Và để thứ hai là trong công việc đạo đức bố thí,
con cũng đừng quảng cáo. Vì mục đích của con làm là phải làm bằng cái tâm hồn. Cho nên nếu mà con bố thí, con làm việc thiện, nhưng cái dịp Covid này mà con quảng cáo về những cái mà con cho đi, thì giống như là con bỏ đồng tiền đó, con quảng cáo cho người ta thấy. Đó là cái kiểu mà Chúa Giêsu nói hôm nay, là chỉ chú tâm rửa chén, rửa dĩa, mà trong tâm hồn, trong nội tâm thì tham lam và gian ác. Hay giống như cái kiểu mồ mả tô vôi. Mình đặt một thử, đặt một cái câu hỏi. Ngày nay nhiều cái chương trình trên đài truyền hình tốt lắm, có nhiều cái công ty, nhiều cái hãng xưởng, họ tài trợ nhiều cái chương trình bác ái từ thiện. Nhưng mà cái cách họ tài trợ thì sao? Chúng ta thấy chỉ cần mình chỉ xem một lúc thì mình lại nghe. Xin dành 3 phút hay là 2 phút cho nhà tài trợ. Nghĩa là qua cái hình thức tài trợ để họ quảng cáo cho họ. Vậy thì mình đặt một cái câu hỏi, nếu mà tài trợ mà không có quảng cáo thì họ có tài trợ hay không? Vậy là họ bỏ tiền ra để mà quảng cáo, lấy cái lợi nhuận. Nhiều lúc mình dựa vào người nghèo để đánh bóng tên tuổi của mình, chứ không phải mình cho đi bằng tấm lòng. Nếu cho đi bằng con người, bằng cái nội tâm, bằng cái bác ái yêu thương thật, thì chúng con cho đi mà không cần lấy lại, cho đi mà không phải cần gì cho mình hết. Chứ đâu phải kiểu cho đi là quảng cáo, cho đi là rêu rao cho người ta biết rằng con đang cho, con đang làm từ thiện. Cách đây gần một năm, cũng có một đoàn họ đến, từ đến họ nói với tôi để cho phép họ làm từ thiện, mà phải kêu người nghèo đến rồi cho họ chụp hình, phải giờ đó lúc đó mới được. Nếu làm từ thiện như thế thì giống như đánh bóng tên tuổi của mình hơn, để xin lợi từ người nghèo nhiều hơn là con cho đi, con cho người nghèo. Vậy thì qua bài tin mừng hôm nay, để cho chúng ta thấy quan trọng ở cái nội tâm của con. Cái nội tâm của con có sạch không? Tâm hồn con có sạch không? Con hãy rửa tâm hồn hơn là rửa chén dĩa bên ngoài. Cho nên trong câu tục ngữ, ông bà ta thường nói, cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Rồi qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy về điều đó, để cho mỗi người chúng con ý thức hơn, hãy sống thật với lòng mình. Nếu con có bên ngoài thì con cũng phải có bên trong. Một con người sống thống nhất đời sống là người con Chúa, điều quan trọng và cốt lõi nhất chính là tâm hồn và tình yêu. Amen.